Rất cảm động thưa các anh và quý vị. Và bài hát thứ hai, Trang Thanh Lan xin bài hát này thì đặc biệt tặng cho anh Hải, Thảo và công ty Việt Satellite cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Bài hát kể một mối tình rất là dễ thương mà anh Hải và Thảo đã từng nghe Trang Thanh Lan hát khi xưa. Và bài hát được mang tên Kể Chuyện Trong Đêm của nhạc sĩ Hoàng Trang. Thank you.
em nói chuyện chúng mình yêu nhau. Một vầng trăng khuya lạc trên tuyến đầu, anh hỡi sau này chúng mình thành Xin cảm ơn chị ca sĩ Trang Tư Lan. Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức tiếng hát rất là ngọt ngào và đầy vui tươi sống động của nữ ca sĩ Trang Thanh Lan. Và đến đây chương trình văn nghệ của chúng tôi xin phép được tạm ngừng trong giây lát để chúng tôi được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đại úy Trần Đức Huynh, trưởng nhóm biệt kích Lôi Hồ sẽ lên đây để giới thiệu đơn vị của ông. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay để đón chào đại úy Trần Đức Huynh. Xin mời đại úy lên sân khấu. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một đơn vị đặc biệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nhà Kỹ Thuật. Nhà Kỹ Thuật là cơ quan tình báo chiến lược của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc trách tổ chức các hoạt động biệt kích, thu thập tin tức tình báo. Nhà Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham mưu chỉ là cái tên vỏ bọc, cover name của Bộ Tư lệnh Chiến tranh Ngoại lệ. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh này là do nhu cầu chiến lược của hai chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Người ta gọi chiến tranh ngoại lệ hay chiến tranh phi quy ước là một loại chiến tranh trong bóng tối. Phương châm hành động mà mọi biệt kích đã chấp nhận khi gia nhập vào binh chủng này là hy sinh trong bóng tối, tất cả vì Tổ quốc. Xin các bạn đi trở lại, vì các bạn đi quá nhanh, chúng tôi chưa kịp nhận diện. Xin các bạn tất cả từ sở công tác quay trở lại và đứng thành hàng ở phía trước của toán xâm nhập. Trước nhất chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị, đây sở công tác. Sở công tác đóng tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Sở công tác gồm có các đoàn 11, đoàn 71, đoàn 72 đóng tại Đà Nẵng, đoàn 75 đóng tại Pleiku, chiến đoàn 2 ở quân khu 2 và đoàn 68 ở tại biệt khu Sài Gòn. Các toán trong đoàn công tác có nhiệm vụ xâm nhập bằng hàng không hay đường bộ vào tại xào huyệt của đối phương ở tại Bắc Việt hay Lào, Campuchia và Thái Lan. Đoàn công tác cái quầy bước xuống. Tiếp theo chúng tôi xin hân hạnh đến quý vị, sở liên lạc còn gọi là biệt kích Lôi Hổ. Các anh em Lôi Hổ lên sân khấu. Xin các anh em Lôi Hổ bước lên sân khấu. Sở liên lạc biệt kích Lôi Hổ, Bộ Chỉ huy đóng tại Sài Gòn, gồm sở gồm các chiến đoàn 1 đóng tại Đà Nẵng, chiến đoàn 2 đóng tại Kon Tum, chiến đoàn 3 ở tại Buôn Ma Thuột. Các toán thuộc sở liên lạc có nhiệm vụ xâm nhập vào hậu tuyến của đối phương. Lôi Hổ là đơn vị tiền phong hướng dẫn các đơn vị bạn, và Lôi Hổ là mũi nhọn xung phong vào trong lòng địch để tiêu diệt địch. Lôi Hổ bên trái quay bước xuống. Mời các anh em thuộc Sở Phòng vệ Duyên Hải. Sở Phòng vệ Duyên Hải, Bộ Chỉ huy đóng tại Tiên Sa, Đà Nẵng.
gồm có lực lượng hải tuần và lực lượng biệt hải. Lực lượng hải tuần có nhiệm vụ thi hành những công tác hành quân đặc biệt bằng đường biển trong vùng lãnh thổ Bắc Việt từ vĩ tuyến 17 Bắc trở lên. Sở phòng vệ duyên hải đặc biệt thả và vớt các toán biệt hải. Lực lượng biệt hải có quân số khoảng 200 người và lực lượng biệt hải có nhiệm vụ là dùng người nhái xâm nhập Bắc Việt. Trong đơn vị biệt hải có biệt kích Sở Bắc Nha Kỹ Thuật. Xin chiến hữu Sở Bắc bước lên một bước. Ít ai biết đến cái tên P-45 Sở Bắc của Nha Kỹ Thuật được thành lập năm 1958. Sở Bắc Nha Kỹ Thuật đặt trực thuộc Phủ Tổng thống và được Hoa Kỳ yểm trợ về tài chính lẫn các phương tiện cần thiết để thực hiện cuộc chiến tranh không quy ước ở tại miền Bắc. Sở Bắc tuyển mộ các huấn luyện và huấn luyện các cộng tác viên có khả năng, tạo cho họ một cái vỏ bọc thích hợp cũng như là giấy tờ hợp lệ để họ dễ dàng xâm nhập vào miền Bắc để hoạt động. Sở Phòng vệ Duyên Hải, bên trái, quay, bước xuống. Mời các anh em kinh bi bước lên sân khấu. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị Sở Không Yểm. Sở Không Yểm đóng tại Sài Gòn, trực thuộc Bộ Không quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có nhiệm vụ phối trí với các phi đoàn trong các việc thả các toán xâm nhập, liên lạc, hướng dẫn và rút các toán hoạt động trong lòng đối phương trở về. Đơn vị đặc biệt đặt trực thuộc Sở Không Yểm là phi đoàn Kinh Bi 29, phi đoàn quan sát 110, L-19 và U-17, gồm có những phi công gan dạ, không quản ngại nguy hiểm, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc khi thi hành nhiệm vụ, đặc biệt là khi thả các toán thám sát vượt biên giới qua Lào, Campuchia hay ra tận ngoài Bắc Việt. Sở Không Yểm bên trái quay bước. Và một đơn vị đặc biệt của Sở Nha Kỹ Thuật là đơn vị của Sở Tâm Lý Chiến. Sở Tâm Lý Chiến chúng tôi hân hạnh giới thiệu một vị đại diện là chiến sĩ Võ Đại Tôn. Sở Tâm Lý Chiến có trụ sở đóng tại số 7 ở đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn, có nhiệm vụ là tổ chức và điều hành đài tiếng nói tự do và đài gươm thiêng ái quốc. Trước mặt quý vị là 5 toán viên thuộc Nha Kỹ Thuật, đặc biệt là toán Strata, là những toán quân nhân được huấn luyện thuần thục để thi hành những công tác đột kích hay phá hoại các căn cứ địch nằm ở trên lãnh thổ Bắc Việt. Toán Pick Hill là một đại diện quân nhân, là những toán người Miên gốc Việt hoạt động trong lãnh thổ Campuchia, có nhiệm vụ quan sát và phá hoại các căn cứ địa của Việt Cộng nằm trên lãnh thổ Campuchia. Toán Earth Angel còn được gọi là đề thám, là những toán được thành lập với những thành phần tù binh thuộc bộ đội Bắc Việt đã về hồi tránh, được trang bị như là bộ đội chính quy miền Bắc, nhờ đó họ len lỏi vào vùng đất địch một cách dễ dàng. Toán Singleton hoạt động riêng biệt từng cá nhân, họ là những Việt kiều từng sống nhiều năm mà tại Campuchia, được móc nối trở lại hoạt động nằm vùng tại Mi Mốt, Craig, Sihanoukville, Krachie và Ba Thu. Các nhân viên này có nhiệm vụ theo dõi, báo cáo hoạt động địch và hướng dẫn phi cơ oanh tạc lúc cần thiết. Tất cả các toán biệt kích Nha Kỹ Thuật, bên trái quay bước xuống. Thành thật cảm tạ đại quý huynh đã mời toán biệt kích đến trình diễn ngày hôm nay rất là hoạn mục. Vì chúng ta ở thành phố, đa số chúng ta không có hiểu nhiệm vụ của anh em biệt kích rất là gian lao và khổ cực. Vì các anh đi và không có ngày về, đi lãnh lương trước, lãnh tiền tử trước rồi tính sau. Thành thật cảm ơn các anh đến đây tham dự ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức phần trình bày của đại úy Trần Đức Huynh với nhóm biệt kích của đại úy. Như quý vị cũng đã biết rằng là đài truyền hình VSDN TV mỗi năm thường tổ chức bữa tiệc tạ ơn người chiến sĩ, và
và mỗi năm đều chọn ra một đơn vị rất là thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để giới thiệu cùng quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi đã chọn đơn vị Lôi Hổ để Hân Hạnh được giới thiệu cùng quý vị vừa qua. Và để nối tiếp chương trình văn nghệ, chúng tôi xin được Hân Hạnh giới thiệu cùng quý vị một dòng ca trẻ. Xin quý vị hãy dành một tràng hoa tay để đón chào tiếng hát của Lê Ông Vũ. Chúng tôi xin Hân Hạnh giới thiệu cùng quý vị. Xin mời ca sĩ Lê Ông Vũ qua đây ạ. Ở bác sĩ chương trình đây rồi mà. Vâng, xin mời. Liên Vũ xin mến chào các cô chú cũng như các vị vị quan khách của VHN TV tối hôm nay. Chào mừng Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại đây. Và để tiếp theo với chương trình cũng như giúp vui với chương trình ca nhạc tối hôm nay, Lưu Anh xin gửi đến một nhạc phẩm rất là dễ thương, viết bởi nhạc sĩ Anh Bằng, cũng như một nhạc phẩm được mang tên Giọt Buồn Không Tên. Xin mời quý vị. Xin tất cả cô chú cũng như các quý vị quan khách cho ban nhạc một tràng pháo tay tối nay kia. Vừa chiều hôm nào tôi với anh đi dạo phố, hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân, cười tươi như cô gái thơ ngày vui tình xuân, chúng mình thân quá thân. Phòng trà nghỉ chân nghe thái thanh ca biệt ly, tôi ngước nhìn anh qua khói thơm hương cà phê, giọt buồn không tên lén qua tâm tư để mê, mình thức đêm thật khuya. Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi, đau dạng vỡ, ôi thương anh thương nhật đời. Bàng hoàng như trong cơn chim bao tôi thầm nghĩ, non nước tiêu linh, yêu quê hương anh phải đi, căng đạm lên đường, thương đàn em nhỏ ngồi nhớ anh suốt đêm trường. Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu, khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui, bạn thân của anh nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh trốn nào. Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu, nay vắng anh không còn vui, vài hàng cây me chút lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn chân. Nghe thái thanh ca biệt ly, tôi ngước nhìn anh
giọt buồn không tên lén qua tâm tư để mê mình thức đêm thật ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu vai súng vượt biên mưa nắng khe xanh rừng sâu bản thân của anh nhắc tên anh trong thương yêu biết giờ anh trốn nào từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu cây me chút lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn Oh,
xanh, trong khói súng dây thanh, mắt quần thấm mất ngủ. Tàn đêm khói lửa giờ chỉ cần hai tiếng bên ngoài. Sao không hát cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về một hoa. Không hát cho những bà mẹ từng đẹp nhớ con xa, hay hát cho những người vừa gục xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn cháy ơi lính quen yêu gian khổ quân hành, nghe từng ngày vừa tiếng súng chiến miên đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Lời hát xin ghi rung động thật lâu, đừng hát như chim trên vùng lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá lắm mà thôi. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá lắm mà quý vị quan khách cũng như các cô chú quân đội Việt Nam Cộng hòa tại đây. Lần đầu tiên Leon đến đây hát với cái chương trình rất là đặc biệt thì cũng hồi hộp. Leon chào một cái mà mồ hôi đổ. Có gì sơ sót xin cô chú cũng như quý vị quan khách bỏ qua cho. Đặc biệt là cảm ơn VHN TV và những mạnh thường quân đã ủng hộ cũng như sponsor cho chương trình tối hôm nay. Cảm ơn Tiffany and Bruce. Thank you. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Lê Hồng Vũ. Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức giọng ca nam trầm ấm của Lê Hồng Vũ qua hai nhạc phẩm Giọt Buồn Không Tên của Thu Giang và Rừng Lá Thấp của Trần Thiện Thanh. Và bây giờ kính thưa quý vị, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một giọng ca kế tiếp. Và mở đời một người đạt được một chữ sĩ cũng là khó rồi quý vị ạ. Nhưng mà ở đây chúng tôi nhận thấy anh này anh đạt được tầm một lúc tới 3 chữ sĩ. Trước hết anh là một chiến sĩ, rồi anh là một bác sĩ và bây giờ anh là một ca sĩ. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị dòng ca của bác sĩ kiêm ca sĩ Trung Chỉnh. Xin mời bác sĩ Trung Chỉnh. Và xin quý vị vỗ tay thật to lên, hơn tiếng máy mới được. Cảm ơn. Dạ, kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý vị. Khi mà tôi nói chuyện với một số bạn cũng như là khách, thì họ nói với tôi là ôi, ông là ông hồi đó là ông là bác sĩ rồi ông là ca sĩ nữa thì chắc là ông đi theo ban tâm lý chiến. Có người thì nói là ông đâu có đi đánh giặc, ông chỉ ở bộ tư lệnh mà thôi. Thì tôi mới ôn tồn trả lời rằng là kính thưa quý vị, thưa anh thưa chị, là tôi trong mùa hè đổ lửa, tôi ở mặt trận Quảng Trị 3 năm trường, đã đối đầu với Việt Cộng và có lúc Việt Cộng rượt chúng tôi chạy. Dạ vâng. Và tôi đã săn sóc cho các thương binh vào thời gian đó, trong 3 năm khói lửa đó. Trước khi tôi trình bày bài hát, tôi muốn được kể lại cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn. Ngày 11 tháng 7 là ngày tiểu đoàn 1 thiếu quân lục chiến đổ bộ vào Triệu Phong. Quý vị biết là Triệu Phong là quê hương của Lê Duẩn, 2 cây số phía đông bắc của Quảng Trị. Lúc bây giờ thì lực lượng của chúng ta rất là đông và chúng ta đổ bộ ngay trung đoàn của một cái sư đoàn thép của Việt Cộng và đánh tan cái trung đoàn này. Nhưng mà cái ngày đổ bộ đầu tiên thì cái chiếc một trong những chiếc trực thăng chở bao bộ chỉ huy đó bị bắn cháy ở trên trời. Và cái anh bác sĩ mà đi theo trong đó là anh bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, đó, anh bị mất tích. Tôi được lệnh đã nhảy vào vòng chiến ngay cái ngày hôm sau. Thì cái cuộc đi nó rất là nguy hiểm, tại vì lúc đó quý vị biết là
Chúng ta quần thảo với Việt Cộng ngày đầu tiên thì tôi đã được Bộ Chỉ huy cho biết là chúng ta đã có 40 xác chết và một số các anh em binh sĩ bị thương nặng. Thì tôi đem vào chiến trường những cái bao xác cũng như giống như là những cái thuốc men cần thiết để cho việc cứu chữa. Thì cái chuyến đi của chúng tôi nó giống như là chuyến đi của Kinh Kha. Và đây bài hát, đây là bài hát Hành Trang Giá Từ của Trường Sa, để nói lên một cái đêm trước khi người lính chiến ra mặt trận để tiễn người yêu của mình để giá từ. Và đây là bài hát Hành Trang Giá Từ. Phải đây là giờ ta xa cách, ai biết đôi mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu. Em không nghe ngoài kia trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió, vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều, trong lúc tạm xa rồi mai anh đã dâng nguồn sống cho đời. Xa chi bao cắt ngăn sau này, xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ rơi bờ mi người ấy. Nếu biết xuân chưa sang thì dám mơ chi nhiều, mà một khi anh đã còn những lúc sầm mây. Xa chi bao cánh ngắn sau này, giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến. Anh hứa mang về mùa xuân bất tận trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về, trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp ước mơ.
anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc sương mây xa chi bao cánh ngăn sau này giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến xuân bất tận nở trên má yêu nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã mang nguồn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp ước mơ anh đã mang buồn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp ước mơ. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây là một bài hát vui, bài hát của anh Trần Thiện Thanh, Hoa Biển sẽ được hát thành bài Cha Cha Cha. Xin quý vị nghe. Hay hơn rồi giận anh khi anh chưa kịp tới cho anh nhiều lời cho anh bồi hồi em cúi mặt làm ngơ không nghe anh kể chuyện bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời tại em khi xưa yêu màu trắng tại em suy tư bên bờ vắng nên đêm vượt trùng anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em cho anh thì thầm em ơi tình mình trắng như hoa đại dương trùng khơi nổi gió anh đen chiến sóng thấy lung linh rừng hoa màu hoa thật trắng như hoa màu thắm ngất ngây lòng thêm vượt bao hải lý chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu đi chỉ thấy bọt nước dâng theo ngọn sóng sáng hoa kia ngập ngừng biển khơi phong hoang hoa màu trắng tàu anh lênh đênh chưa tìm bến nên em còn buồn nên em còn hờn sao chưa thấy anh sang em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương con tàu đi chỉ thấy bọn
mòn sông Giang hoa kia ngập ngùng. Biển khơi không mang hoa màu trắng, tàu anh lênh đênh chưa tìm bến, nên em còn hờn nên em còn buồn sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Xin cảm ơn quý vị. Xin được thông báo một chút là ngày 21 tháng 7 này, dạ cảm ơn. Ngày 21 tháng 7 tới đây, kính thưa quý vị, tại hội trường này, đài VXN sẽ sponsor để cho chúng tôi, Ủy ban xây dựng nghĩa trang Quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa tổ chức một dạ tiệc gây quỹ để xây dựng nghĩa trang Quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa. Kính mời quý vị đến để mà ủng hộ. Cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ chương trình rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình văn nghệ chúng tôi xin phép được tạm ngừng trong giây lát để chúng tôi được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một vị khách quý của đài VSN TV đã đến từ Úc Châu. Chúng tôi xin quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào chiến sĩ Võ Đại Tôn. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Võ Đại Tôn lên sân khấu. Tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị, quý niên trưởng và quý chiến hữu. Khi tôi bước vào hội trường này, gặp lại một số anh em đồng đội cùng một binh chủng, tôi vô cùng xúc động, có thể nói là ngậm ngùi, nhớ lại cả một thời thanh niên hơn 60 năm về trước. Khi chúng tôi bước vào quân ngũ để phụng sự Tổ quốc, tôi được gặp các chiến hữu kinh bi mà anh em trong nha kỹ thuật của chúng tôi coi như là anh em song sinh, anh em kết nghĩa, vì đã nhờ anh em phi công kinh bi đã đưa chúng tôi ra những vùng của địch chiếm đóng. Tôi gặp lại một số quý chiến hữu trên một đoạn đường hành trình phục quốc ở tại hải ngoại này. Và tôi xin trân trọng cảm ơn tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt là ban giám đốc của đài, anh chị Bruce Trần, và ban tổ chức, anh chị Hải, Thảo, cùng tất cả anh chị em trong ban giám đốc của đài, đã cho tôi cái giây phút hồi tưởng lại và kỷ niệm cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Bao nhiêu lần trên những đoạn đường đi công tác khắp nơi, tôi đã nói ngay trong Quốc hội của Hoa Kỳ, tôi đã nói ngay trong Quốc hội của Âu Châu và tại Úc Châu, nơi tôi đang tạm cư, rằng chúng tôi không phải là những người chiến bại. Chúng tôi chỉ là nạn nhân của một bàn cờ quốc tế mà cuộc chiến Việt Nam đã được quyết định tại Hoa Thịnh Đốn, tại Paris, tại Moscow, tại Bắc Kinh, chứ không phải quyết định trên chiến trường Việt Nam với tất cả tinh thần bất khuất của các chiến hữu và anh em đã hy sinh vì Tổ quốc. Thậm chí năm 2003, ngay tại đây, tôi đã được Ngũ Giác Đài ân thưởng cho một cái quân công bội tinh về những cái quá trình đấu tranh trong quân đội của tôi trước đây. Tôi đã đặt điều kiện, nếu quý ông ân thưởng cho tôi huân chương thì phải cho tôi một cái quyết định, tôi chỉ nhận cái huân chương đó dưới lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa của tôi. Còn nếu không
thì xin gửi qua bằng đường bưu điện và tôi treo trên cái phòng khách coi như là một cái kỷ niệm. Và sau cùng người ta phải chấp thuận cái điều yêu cầu của tôi và tôi đã được vinh dự chảy dòng nước mắt trước lá quốc kỳ anh hùng của chúng ta. Nơi đó có những bạn đồng đội của tôi, của tất cả anh em đã chết. Ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta nói cùng với nhau rằng những người lính già bạc tóc như anh em chúng ta trong đời sống lưu vong hiện tại vẫn mang tín niệm tổ quốc, danh dự, trách nhiệm cho đến hơi thở cuối cùng. Xin hữu huynh ngồi đó. Trong cuộc chiến có bao nhiêu người đã hiểu lầm những đơn vị anh em chúng tôi. Cứ nghe nói đến nha kỹ thuật thì tưởng rằng chúng tôi đi sửa xe hơi. Cứ nghe nói đến sở tâm lý chiến là tưởng rằng chúng tôi đi hát ở phòng trà. Nhưng thưa quý vị, giờ phút này cuộc chiến đã tan rồi. Bao nhiêu hồ sơ đã được bạch hóa. Nha kỹ thuật của chúng tôi đã hòa chung dòng máu của dân tộc để chống lại sự xâm lược của Cộng sản Bắc Việt. Sở tâm lý chiến của chúng tôi đã từng đổ máu từ Hoàng Liên Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn để lập lên những đài phát thanh gươm thiêng ái quốc liên minh diệt cộng. Hôm nay từ Úc Châu qua đây để đi công tác, sáng mai 5 giờ sáng tôi là bay đi New York rồi đi các tiểu bang khác. Tôi xin gửi lời đến tất cả quý vị, các vị niên trưởng, anh em đồng đội chiến hữu của tôi, dòng nước mắt của một người lính già xin thưa cùng tất cả anh em, xin thưa cùng tổ quốc, không bao giờ chúng ta bỏ cuộc trên hành trình này. Hành trình đi cứu người và cứu nước, thoát ra khỏi chế độ Cộng sản để đem lại cái vinh dự cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, để đem lại nhân quyền cho dân tộc, đem lại tự do dân chủ và tự quyết của dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ Cộng sản. Xin cầu lại vong linh tất cả anh em đồng đội đã hy sinh trên chiến trường, đã hy sinh trong lao tù, đã hiện nay vẫn còn tiếp tục hy sinh, phù hộ cho tất cả quý vị, quý niên trưởng và gia đình. Và tôi xin trân trọng kính chào quý niên trưởng cũng như tất cả các chiến hữu với tất cả lòng trân trọng của một người lính già thuộc nha kỹ thuật của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, kính thưa quý vị vừa nghe những lời phát biểu rất là hùng hồn và làm ấm lòng các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa có mặt hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi được tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được lược qua tất cả các đơn vị trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự ngày 19 tháng 6 năm 2013 được tổ chức ở tại đài VSM TV. Chúng tôi gồm có đơn vị Hải quân, đơn vị Không quân, đơn vị Nhảy dù, đơn vị Biệt kích Lôi Hổ, đơn vị Quân cảnh, đơn vị Hội võ thuật của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Toán hậu duệ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa do anh Thiệu làm trưởng toán. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay để vinh danh tất cả các đơn vị Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở đây trên. Và chúng tôi cũng xin phép được thay mặt cho tất cả các niên trưởng, các chiến hữu và các đơn vị Quân lực ngày hôm nay được chân thành cảm ơn ban giám đốc của đài truyền hình VNTV đã có một truyền thống rất là cao đẹp tổ chức ngày Quân lực, bữa tiệc tạ ơn người chiến sĩ trong ngày Quân lực 19 tháng 6 năm nay. Chúng tôi xin được gửi đến tất cả ban giám đốc cũng như toàn thể nhân viên lời cảm tạ chân thành và sâu xa nhất của chúng tôi.
Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình Văn Nghệ, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một dòng ca trẻ rất là dễ thương. Chúng tôi xin quý vị một tràng hót tay để đón chào tiếng hát của nữ ca sĩ Ngô Như Thủy. Trước hết, Ngô Như Thủy xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị một đêm nghe nhạc thật là vui vẻ và thoải mái. Hôm nay Như Thủy mặc một cái áo dài màu tím. Đáng lẽ ra anh Hải nói Như Thủy phải hát nhạc Chuyện Hoa Sim, nhưng mà em thì không nhớ lời. Thì hôm nay thay vì bài đó, Như Thủy xin gửi đến quý vị nhạc phẩm rất là quen thuộc được mang tên 7 Ngày Đợi Mong. Xin quý vị lắng nghe. Thank you.
Nhạc phẩm kế tiếp như thế xin gửi đến quý vị nhạc phẩm vui nhộn hơn một chút. Nhạc phẩm được mang tên Người Yêu Lý Tưởng. Xin quý vị lắng nghe. Chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng quỷ thủ, biển dâu lay lắm bờ biển đông lay lắm tình tình anh như núi ngàn, tình em như suối mù, nhà xanh kia vẫn còn con xanh như chúng mình. Hỡi anh người yêu Lý Tưởng, chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng thủy thủ. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Ngô Như Thủy rất nhiều. Quý vị vừa thưởng thức giọng ca trẻ rất là mượt mà, êm ái của Ngô Như Thủy. Và bây giờ chúng tôi xin quý vị một tràng vỗ tay cho sự trở lại của nam ca sĩ trẻ Lê Hồng Vũ. Và chúng tôi cũng xin thông báo cùng quý vị chương trình văn nghệ Mừng Ngày Quốc Lực Việt Nam Cộng Hòa
19 tháng 6 năm 2013 tại Đài VSN chúng tôi cũng còn 3 tiết mục nữa. Sau Lê Ông Vũ chúng tôi sẽ có một bài thơ, và sau bài thơ sẽ là nam ca sĩ Tiến Dũng. Thì chúng tôi xin thông báo cùng tất cả quý vị và xin quý vị hãy ở lại trên giờ phút chót. Chúng tôi xin quý vị dành một tràng pháo tay cho sự trở lại của nam ca sĩ Lê Ông Vũ. Trở lại với chương trình, Leon xin gửi đến một nhạc phẩm viết bởi cố nhạc sĩ Yvonne. Nhạc phẩm này cũng nói về đời lính, cũng nói về một cuộc đời thì không có bao nhiêu quý vị nên tận hưởng, cũng nên vui đúng không quý vị? Và một lần nữa Leon xin gửi đến một nhạc phẩm được mang tên 60 năm cuộc đời. Xin mời quý vị. Chị Thảo, anh Hải đâu? Nhảy đi. Em mới có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương bao vời vợi, 20 năm cuối là ba. Rất nhiều. Thank you. Vâng, xin cảm ơn Lê Ông Vũ rất nhiều. Quý vị vừa thưởng thức giọng ca trẻ đầy sôi động với Lê Ông Vũ qua nhạc phẩm 60 năm cuộc đời của Yvonne. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đại úy Thương, biệt kích Lôi Hồ. Anh nổi tiếng không phải là vì anh đại úy Lôi Hồ, nhưng mà anh vừa có cái biệt tài là coi về phong thủy rất là nổi tiếng, mà quý vị cũng đã biết trên đài Việt Face TV cùng với Trọng Thắng đã có nhiều talk show trên đài rất nhiều. Chúng tôi xin quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào đại úy Thương trong bài diễn ngâm Hồ Trường. Chúng tôi xin mời đại úy Trương, đại úy Thương, và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho đại úy Thương. Tôi
Lời hỏi nhà kỹ thuật Huỳnh Ngọc Thương xin kính chào quý niên trưởng, quý vị quan khách. Hồ Trường là một bài phú chứ không phải là một bài thơ, do một bài tướng dưới quyền bổ tướng của Tôn Thức Thuyết sau khi thất trận ở Tân Sở với vua Hàm Nghi và lưu lạc qua Trung Quốc ở tại Quảng Đông đã chép được cái bài Hồ Trường này. Vậy đây là một bài phú. Tôi là lính Lôi Hổ, tôi xin diễn ngâm theo lối của Lôi Hổ. Xin quý vị lượng thứ nếu có gì sơ xuất. Trượng phu há không xé gan, bẻ cật phò cương thường, sao lại tiêu dao bốn biển lưu lạc tha phương. Trời Nam mù mịt, non nước mờ sương, tháng ơi trai trẻ bao lâu mà đầu bạc, trăm năm thân thế chỉ phù du. Tháng ơi công chữa thành, danh chữa toại, vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang mang, hỏi ai là chi kỷ, lại đây cùng ta càng một hồ trường. Hồ Trường, Hồ Trường, ta biết rót về đâu, rót về Bắc Phương, ngọn Bắc Phong vi vuốt cát bay đá rừng, ta rót về Tây Phương thì mưa phương Tây từng trần chưa chang, ta rót về Nam Phương thì trời Nam mù mịt, có người qua chén như điên như cuồng, ta rót về phương Đông thì nước biển Đông chảy xiết sinh cuồng loạn. Tháng ơi chỉ ta, ta biết lòng ta, ta hay nam nhi sự nghiệp như hồ thủy, hà tất cùng sầu với cỏ cây. Dạ xin hết. Vâng, xin cảm ơn đại quý Thương rất nhiều. Quý vị vừa thưởng thức phần trình bày diễn ngâm của đại quý Thương có bài diễn ngâm Hồ Trường. Và kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ chúng tôi còn một tiết mục chót nữa, đó là phần trình bày của năm ca sĩ Tiến Dũng trong nhạc phẩm Chiến Sĩ Vô Danh. Và trong nhạc phẩm này chúng tôi xin mời tất cả các quân nhân có mặt ngày hôm nay còn hiện diện đến giờ phút này sẽ lên trên sân khấu để chúng ta cùng đồng ca với lại ca sĩ Tiến Dũng. Chúng tôi xin quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào tiếng hát của năm ca sĩ Tiến Dũng. Tiến Dũng chào quý vị. Xin mời tất cả các xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Chiến Sĩ Vô Danh. Mình sẽ được cùng đứng trên sân khấu với các cô chú của các quân lực. Xin mời anh Hải. Xin mời tất cả các quý vị có mặt mặc quân phục ngày hôm nay sẽ lên trên này hết để làm đền. Ở trong phong chiều, một đoàn quân tập hoang núi cây rừng, lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng. Lập trong sông dồn trên khu đồi non, im trong chiều thu ra biên khu, trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói mù.
khiên đàn về đây hú với gió, là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi nuôi căm hờn, bao lời thiên còn vang. Hồn quật cường để mang đến phút chiến thắng, sâu hận đời lớp ta. Gương manh linh đã bao lần vơi máu, còn xác xây thành thời gian luôn vô tình. Rừng chậm phải sắt thất thoáng tàn cánh, hỡi người chiến sĩ vô danh. Một hai ba bốn, một hai ba. Một, hai, một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Bầu trong bóng chiều, một đoàn quân thoát thoáng. Núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng. Chập trùng treo thông trồn trên khu đồi hoang, in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói mù. Bao oan khiến đã về để hú với gió, là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi nuôi căm hờn, buồn lời thiên còn vang. Hồn chất cường để mang đến phút chiến thắng, sau hận đời lớp tan. Gương manh linh đã bao lần rơi máu, còn xác xây thành thời gian luôn vô tình. Từng chập phải sẵn thật thoáng phản cánh, hỡi người chiến sĩ vô danh. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ mừng ngày Quốc lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 2013 tại đài VN đến đây vừa chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị. Liên quân, nghe! Đặt tay, chào!